Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mẫu khăn len kiểu vận thần dành cho nam giống như thế này. Trước tiên chúng ta móc cho mình cái dây móc xích dài 35 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Các bạn sẽ móc lần lượt đến cái mũi móc xích sau cùng, mũi móc xích thứ 35. Chúng ta đã vừa có được 35 mũi móc xích. Ở hàng móc đầu tiên, các bạn bỏ chân móc thứ nhất, móc từ chân móc thứ hai, lần lượt 34 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, 26, 27, 28, 29, 30. Ba mươi ba, ba mươi bốn. Chúng ta đã xong hàng móc đầu tiên với 34 mũi móc đơn. Tiếp tục hàng móc thứ hai, các bạn móc lên cho mình 3 bính, sau đó là 34 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, mười một, mười hai, mười ba,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33. Sau cùng, mũi móc kép thứ 34 vào cái chân móc ngoài cùng. Chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 2 với 34 mũi móc kép. Các bạn sẽ móc tiếp hàng móc thứ 3. Ở hàng móc thứ 3, các bạn móc 1 bính, sau đó là 34 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. 15, 16. Mỗi thứ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sau cùng, mỗi thứ 34. Chúng ta đã vừa móc xong hàng thứ 3 với 34 mũi móc đơn. Tiếp tục ở hàng thứ 4. Trước hết cũng là 3 bính. 3 bính này chúng ta sẽ tính là 1 kép. Sau đó các bạn móc vào hai cái chân móc kế bên lần lượt 2 mũi móc kép. Tiếp tục chúng ta sẽ móc mũi ngoặc trước, nhưng ở đây chúng ta sẽ móc bằng mũi kép đôi. Các bạn sẽ để ý, chúng ta sẽ móc xuống cái phần cái hàng mũi móc kép. Các bạn bỏ hai cái mũi kép đầu tiên đi, móc vô đây một mũi ngoặc trước. Chúng ta móc vào cái mũi thứ ba. Tiếp tục, các bạn bỏ cái mũi kép kế bên. Các bạn móc vào cái mũi tiếp theo. Một mũi ngoặc trước. Ở đây chúng ta cũng sẽ móc cái mũi ngoặc trước là mũi kép đôi. Tiếp tục, mũi ngoặc trước thứ ba nó sẽ nằm ở cái chân kế bên.
Sau đó các bạn móc cái mũi ngoặt trước thứ tư, đó sẽ là cái mũi kép mà chúng ta bỏ lúc nãy. Tiếp tục cái mũi ngoặt trước thứ năm, nó sẽ nằm ở cái mũi kế bên hai cái mũi ngoặt trước. Lúc này chúng ta đã vừa có được 5 cái mũi ngoặt trước, tương đương với ở phía sau nó sẽ là 5 cái mũi, 5 cái chân móc chúng ta bỏ. Các bạn sẽ bỏ 5 cái chân móc ở phía sau, móc từ cái chân móc thứ 6. Chúng ta móc mũi kép thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Chúng ta đã có được cái ô đầu tiên. Từ cái ô thứ hai, các bạn cũng sẽ bỏ 3 cái mũi kép. Chúng ta móc vào cái mũi thứ tư, một mũi ngoặt trước. Sau đó, cái mũi ngoặt trước thứ hai nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Mũi thứ ba nó nằm ở đây. Mũi thứ tư nó nằm lùi lại. Và mũi thứ năm vô cái vị trí này. Sau khi đã móc xong 5 mũi ngoặt trước rồi, các bạn cũng sẽ móc tiếp 3 kép vào 3 chân kế bên. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Chúng ta đã có được cái ô hoa văn thứ hai. Tiếp tục, chúng ta cũng sẽ bỏ 3 cái mũi kế bên, móc 1 mũi ngoặt trước vô cái mũi thứ tư này. Tiếp tục, mũi ngoặt trước thứ hai nó sẽ vào đây. Mũi thứ ba mũi thứ tư mũi ngoặt trước thứ năm sau đó các bạn móc tiếp 3 kép vào 3 chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Chúng ta đã có được cái ô hoa văn thứ ba. Tiếp tục, các bạn cũng bỏ 3 cái mũi kép này, móc 1 mũi ngoặt trước vào chỗ cái mũi thứ tư. Tiếp tục, mũi ngoặt trước thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, sau cùng mũi ngoặt trước thứ năm. Tiếp tục, các bạn móc tiếp 3 kép vào 3 chân còn lại. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba.
Chúng ta vừa móc xong hàm móc thứ tư. Tiếp tục ở hàm móc thứ năm, các bạn móc 1 đến 34 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn. Chúng ta đã vừa móc xong hàng thứ 5 với 34 mũi móc đơn. Ở hàng thứ 6, các bạn sẽ móc 3 bính, sau đó là 2 kép vào 2 chân. Ở đây, chúng ta móc cho mình một mũi ngoặc trước. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi ngoặc trước thứ ba, tiếp tục mũi thứ tư, mũi ngoặc trước thứ năm, sau đó là 3 kép vào 3 chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, tiếp tục cái ô thứ hai cũng là mũi ngoặc trước thứ nhất. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, sau đó là 3 kép vào 3 chân. Mũi thứ nhất,
Thứ hai. Thứ ba. Tiếp tục. Ô thứ ba. Mũi ngoặc trước thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Thứ tư. Sau cùng, mũi thứ năm. Tiếp tục là ba kép vào ba chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Chúng ta có cái ô thứ ba. Tiếp tục. Ô thứ tư. Trước hết cũng là mũi ngoặc trước đầu tiên. Tiếp tục. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Kế đến là ba kép vào ba chân. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Mũi thứ ba. Tương tự, các bạn sẽ lặp lại. Cái hàng móc thứ bảy sẽ là một bính và 34 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Hai mươi tám. Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi mốt. Ba mươi hai. Ba mươi ba. Ba mươi bốn. Chúng ta đã xong hàng thứ bảy. Tương tự, các bạn sẽ lặp lại cái hàng móc thứ sáu và thứ bảy cho mình. Lúc này, chúng ta đã có được cái khăn với chiều dài là 1.6. Nếu như các bạn có gì thắc mắc, các bạn cứ comment ở bên dưới,
mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể.